Thưa quý vị, xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là chủ trương nhất quán xuyên suốt trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra mục tiêu kép giảm nghèo bền vững gắn với khuyến khích làm giàu theo pháp luật. Ở những vùng sâu vùng xa, nơi mà tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao, nhiều người dân đang mạnh dạn phát triển những mô hình kinh tế dựa trên các giống cây, vật nuôi đặc hữu của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống bà con. Ghi nhận tại xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Năm 2007 bắt đầu chăn nuôi gà, mình cũng chưa có kinh nghiệm tiếp cận với khoa học kỹ thuật thì cũng chưa hề phải ra dịch bệnh, nó chết thì cũng gần hết, thì tuyến đầu ra không ai là đón nhận. Thất bại khi lấy giống gà ở đồng bằng để chăn nuôi tại vùng núi, chàng trai dân tộc Thái Quang Văn Trung không bỏ cuộc. Nhận thấy giống gà đen được người dân địa phương nuôi từ lâu, có nguồn gen quý, thịt thơm ngon, giá trị kinh tế cao nhưng số lượng còn ít, Trung quyết định khởi nghiệp lần nữa. Giống gà này là đề kháng rất là cao, hơn cái khí hậu của địa phương là ít khi nó phải dịch bệnh, nó ra thị trường thì tương đối là được người ta ưa chuộng. Thế là em lại quyết định, vì là em lại đi gom người dân ở đây là một nhà là một hai ba con gì đấy thôi. Kết hợp mô hình nuôi gà dưới tán rừng quế, ngoài gà lấy thịt, Trung nuôi thêm gà ấp trứng, đầu tư máy ấp để cung cấp con giống cho thị trường. Thành công của Trung đã khích lệ nhiều người trẻ trong bản cùng làm theo. Năm 2022, Trung đã thành lập được hợp tác xã chăn nuôi với 18 hộ thành viên. Ước tính mỗi năm, mỗi hộ bán ra khoảng 1.000 đến 2.000 con gà. Mỗi năm là cho được 3 lứa, mỗi lứa trung bình từ 15 đến 20 triệu. Thu nhập cho gia đình cũng ổn định hơn. Bản Trung làm được là mình học hỏi và xin vào hợp tác xã. Mình chỉ có cho gà ăn buổi sáng và buổi chiều thôi. Còn những giờ khác là mình làm công việc khác và kiếm thêm thu nhập. Huyện Quế Phong cũng đã thành lập mô hình chăn nuôi gà bản địa thành thương phẩm với hạt nhân là trang trại của Trung, nhằm hỗ trợ quy trình chăn nuôi sạch cho bà con, từ đó nhân rộng mô hình. Về cái kỹ thuật thì cùng kiến nghị đề xuất cấp huyện tập huấn cho các hộ dân. Rồi thứ hai, hỗ trợ giúp đỡ về các cái thủ tục hồ sơ, thành lập được cái hợp tác xã này, được chứng nhận cái Việt Gáp. Trung và các thành viên hợp tác xã cũng đang tận dụng công nghệ và kiến thức mới để đi nhanh hơn trên con đường thoát nghèo. Em ở đây thì thông qua mạng xã hội, đài báo người ta làm những cái gì nó hay đi thì chúng tôi về áp dụng, mình có một phần gì đấy vào cái công cuộc và giảm nghèo ở vùng đây.